Câu chuyện Phật điển, sự phẫn nộ của vua Lưu Ly, ngày cuối cùng của tộc Thích Ca. Cách đây khoảng 2500 năm, thủ đô Câu Bồ La, quận Dinh ở phía bắc Ấn Độ, tại thành Xá Vệ. Nơi đây là trong hoàng cung. Xin hãy cho con đi. Không được. Mẫu hậu, con van xin mẫu hậu, xin hãy cho con đi mà. Con không được đi. Tại sao vậy? Tại sao mẫu hậu lại không cho con đi thăm quê của mẫu hậu chứ? Xin hãy nói cho con biết đi. Hai người đang tranh cãi, đó là hoàng phi và hoàng tử của nước này. Hoàng tử Lưu Ly bị hoàng phi kịch liệt phản đối, đã sang xin quốc vương Ba Tư Nặc. Phụ vương, ông ngoại con có thực sự là trưởng lão của tộc Thích Ca không? Cần gì phải hỏi nữa. Ngoại con là Ma Tần La Bản, có huyết thống cao quý và thế tôn quý nhất trong tộc Thích Ca, người chính là cha của mẫu hậu con. Thưa phụ vương, nhưng mà con chưa hề gặp mặt ông ngoại con lần nào hết. Còn ông ngoại thì cũng không có viết thư hay là tặng quà cho con. Con nói cũng phải lắm. Con cảm thấy cô đơn quá. Con rất muốn đến thăm ông ngoại một lần để được hưởng thụ niềm vui sum họp. Và cũng muốn tận mắt được nhìn thấy quê hương nơi mẫu hậu đã lớn lên. Phụ vương à, phụ vương, con xin phụ vương hãy cho con đi đến thành Ca Tỳ La Vệ đi. Được thôi. Quốc vương, có chuyện gì? Nàng lo lắng chuyện gì sao? Dạ không có gì, thiếp chỉ lo lắng dọc đường gặp nguy hiểm mà thôi. Ừ, chuyện này ta sẽ lo liệu. Tướng quân, dạ, khanh bảo vệ hoàng tử đến đó. Tuân lệnh. Hãy để đại tướng quân của ta là Gia La tướng quân đích thân đi bảo vệ hoàng tử vậy. Vì nói đến võ công thì không ai sánh bằng người cả. Như vậy nàng có thể yên tâm rồi chứ, hoàng phi? À, dạ, thiếp đã an tâm rồi. Cha sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều quà để mang về quê. Trưa ngày mai con có thể khởi hành rồi. Dạ. Trong khi hoàng tử Lưu Ly vui mừng thì một mình hoàng phi lo lắng không nguôi. Hoàng phi viết thư liên lạc với thành Ca Tỳ La Vệ. Nội dung bức thư viết như sau: hoàng tử sẽ về quê, xin đừng để hoàng tử biết được bí mật ngày trước. Cầu xin mọi người. Hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đi qua tỉnh Xá Kỳ Viên ở ngoài thành Xá Vệ. Hả? Thế Tôn? Đây là nơi Thế Tôn và các đệ tử trú ngụ. Lúc này Thế Tôn đang thuyết pháp cho các đệ tử. Con phải ra ngoài sao? Dạ, con sẽ đến thành Ca Tỳ La Vệ để thăm ông ngoại và bà của con. Con còn nhớ là Thế Tôn cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe nói người là hoàng tử của nước đó. Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đã lâu ta không gặp trưởng lão Ma Từ La Mạn. Ờ, hả? Hãy hỏi thăm ông giùm ta. Trên đường đi hãy cẩn thận. Dạ, con xin cáo từ. Ừ. Hoàng tử quả là một người cương trực. Cây mà thẳng quá dễ bị gãy lắm. Và lại tính hoàng tử quá nóng nảy. Hy vọng sau này hoàng tử sẽ không gặp những chuyện không hay. Khải bẩm hoàng tử, sắp tới thành Ca Tỳ La Vệ rồi. Cuối cùng, đoàn người của hoàng tử đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Ma Từ La Mạn là người đầu tiên trong số các trưởng lão của tộc Thích Ca ra đón tiếp. Ông chính là ông ngoại của cháu. Hoàng tử hả? Cháu là cháu của ông đây. Cuối cùng cháu đang gặp được ông rồi. À, đến thật là đúng lúc vừa. Hả? Lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy chỉ bảo. Xin hãy chỉ bảo cho. Xin hãy chỉ bảo cho.
Xin hãy chỉ bảo cho. Xin hãy chỉ bảo cho. Cháu đã cúi đầu như vậy, tại sao không ai đáp lễ vậy kìa? Xin hãy nói cho cháu biết đi, tại sao vậy? Đó là bởi vì họ đều là những người có thân thế cao, cho nên họ không quen. Họ không quen đáp lại những người trẻ tuổi như cậu đâu. Vậy sao? Vậy những người trẻ tuổi đâu hết rồi? Cháu rất muốn được gặp mặt các anh em họ cùng trang lứa với mình. Cháu tới thiệt là không đúng lúc. Bọn trẻ tất cả vừa mới ra ngoài chơi rồi. Ra ngoài sao? Rõ ràng là biết cháu sẽ tới đây, sao lại còn ra ngoài? Nói tóm lại, cháu hãy nghỉ ngơi trước đi. Bên kia đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Ta muốn đi về đây. Dạ hoàng tử. Tất cả đều là những tên vô lễ, thật không vui chút nào hết. Họ thiệt là quá đáng. Hoàng tử nói rất đúng rồi. Giờ bẩn quá đi. Mau lên chùi cho sạch sẽ ha. Cũng tại cái thằng con trai của nô tỳ đó, ngồi dơ bẩn hết trơn à. Hoàng tử đó là con trai của nô tỳ hả? Thiệt vậy sao? Đương nhiên là thiệt rồi. Bọn trẻ đi ra ngoài chơi cũng chính vì để tránh tiếp xúc với cái tên nô tỳ đó, ngươi không hiểu sao? Thật là đáng ghét. Xin hoàng tử đừng nói. Nghe được những lời này, ta còn có thể ngồi yên mặc kệ sao? Đây có lẽ không phải là lời đồn đâu. Cái gì? Chúng ta phải trở về hỏi hoàng hậu cho rõ sự việc, đến lúc đó mới quyết định xử lý như thế nào. Được thôi, thiệt là đáng ghét. Cho dù ta là con trai của một nô tỳ, thì cũng là hoàng tử của nước Câu Bồ La. Vậy mà bọn họ dám cười nhạo ta. Sự sỉ nhục này, có ngày ta sẽ trả thù. Thưa mẫu hậu, thực ra là thế nào vậy? Hãy mau nói cho con biết đi, đây không phải là sự thật. Nói mau. Là thật đó. Hả? Mẹ và thiếp đều là thân phận nô tỳ. Nàng nói cái gì? Rốt cuộc hoàng phi đã nói ra điều bí mật năm xưa. Lúc vua Ba Tư Nạc còn trẻ, người tài giỏi nhưng rất kiêu ngạo, muốn cưới công chúa tài sắc vẹn toàn. Ông ra lệnh mang các công chúa có thân phận cao nhất và huyết thống cao quý thuộc tộc Thích Ca. Các trưởng lão của tộc Thích Ca rất tức giận, bởi vì đem công chúa gả cho vua Ba Tư Nạc vô danh sẽ làm dơ bẩn huyết thống cao quý, nhưng cũng không thể chống lại lệnh của quốc vương. Như vậy phải tính sao đây? Lúc đó Ma Từ La Mạn đã nghĩ ra một kế. Ông ta với người nô tỳ có sinh ra một cô con gái sắc nước hương trời, có tên là Mani Hương. Ông ta bàn là mang cô gái này gả cho vua Ba Tư Nạc. Các trưởng lão hết sức vui mừng, mọi người đều tán thành và mang quần áo sang trọng khoác lên người Mani Hương đem gả sang nước Câu Bồ La. Vua Ba Tư Nạc mới gặp nàng đã đem lòng yêu mến mỹ nữ này và đã phong cho Mani Hương làm hoàng phi. Sau đó hết sức thương yêu hoàng phi. Nàng gạt ta. Nàng đã gạt ta. Tộc Thích Ca thật là đáng ghét. Và nàng cũng vậy, dùng nhan sắc đó để phản bội ta. Bao nhiêu năm nay đã chế nhạo ta, cả quốc dân của ta. Xin quốc dân không thể tha thứ được. Các người không còn là hoàng phi và hoàng tử nữa. Hãy trở lại thân phận lúc trước của mình đi, vào ở nhà của bọn nô tỳ. Từ mai trở đi trở thành nô tỳ làm công việc hàng ngày. Tiếp thế nào cũng không sao. Chỉ thương cho đừng có nói nhiều nữa. Hãy tha thứ. Hoàng tử không có tội. Tránh ra. Con của nô tỳ cũng là nô tỳ mà thôi. Phu dương, tướng quân, hãy mang họ ra ngoài cho ta. Hả? Sao hả?
Đưa họ ra ngoài ngay. Tuân lệnh. Phụ Dương. Câm miệng. Ngươi không được phép gọi ta là Phụ Dương. Hoàng tử và Hoàng Phi bị rơi vào thân phận nô tỳ, ngày hôm sau đã bị cưỡng ép làm việc cùng các nô tỳ khác. Tại sao chỉ có mình gặp phải những câu chuyện như vậy chứ? Mọi việc đều do Tổng Thích Ca và lỗi của cha hết. Mình nhất định, mình sẽ không nhận ông ta làm cha nữa. Chờ đó mà coi. Tướng quân, đừng có lên tiếng. Nói thật, ta với Quốc Dương cũng có mối thù. Trước kia chú ta vô tội đã bị hắn Du Hoàng giết chết. Quốc Dương là người vô tình, hoàng tử thật là đáng tội nghiệp đó. Cho nên ta nhất định sẽ giúp hoàng tử lên ngôi vua. Xin hãy ráng chịu đựng một thời gian, không được nóng nảy mà hư việc. Nhớ rõ chưa thưa hoàng tử? Ta biết rồi, ta trông cậy vào tướng quân. Lúc này Đức Thế Tôn đang bị bệnh và nghỉ ngơi ở kỳ viên. Ngài rất đau lòng về chuyện của Hoàng Phi và Hoàng tử đã gặp phải. Cách làm của Tộc Thích Ca là sai, nhưng mà cách cư xử của vua Ba Tư Nặc cũng chẳng đúng gì. Vì quá trọng thân phận mà bỏ đi vợ và con ruột của mình, thật là một chuyện không nên làm. Lời nói của Thế Tôn đã truyền đến tai của vua Ba Tư Nặc. Sau đó, vua Ba Tư Nặc quyết định khôi phục lại thân phận lúc xưa của Hoàng Phi và Hoàng tử. Nhưng trong thâm tâm của ngài vẫn chưa thực sự thỏa nguồn. Vậy thì con có thể như lúc xưa gọi người là Phụ Dương không? Xin người hãy trả lời con đi. Ngày mà tướng quân hứa hẹn với hoàng tử đã đến sớm hơn so với dự tính. Dừng lại! Trở về hoàng cung! Mau đóng cửa lại đi! Ngươi làm gì vậy? Mở cửa mau! Ta là Quốc Dương đây! Hả? Ngươi không còn là Quốc Dương nữa rồi! Ngươi không được nói bậy! Đây mới chính là Quốc Dương! Hoàng tử! Ta không lấy mạng của ngươi đâu! Ngươi muốn đi đâu thì tùy ý! Đồ bất hiếu! Ngươi nói chuyện với cha ngươi như vậy sao? Hả? Không được gọi ngươi là cha! Câu nói này chính do ngươi nói đó! Ê! Ngươi hãy nhớ cho kỹ! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vua Ba Tư Nặc đã phóng ngựa thật nhanh đến nước Ma Đà Kiệt xa xôi. Ông muốn xin sự giúp đỡ của cháu mình là Thế Vương A Ảm. Nhưng mà do đường xá xa xôi, ngay cả con ngựa để trong cày chào cũng chết ngay. Lúc Quốc Dương đến thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đà đã vào nửa đêm. Toàn bộ thành Dương Xá được bao bọc bởi tường thành. Và đêm đến, các cửa thành đều được đóng lại. Hãy mở cửa. Ta là vua Ba Tư Nặc. Quốc Dương nước Câu Bồ La tới rồi. Hãy mở cửa. Mở cửa đi. Mở cửa. Đức vua Ba Tư Nặc đã sức cùng lực kiệt, đêm đó đã tắt thở trước cửa thành Dương Xá. Và như vậy, vua Lưu Ly đã trở thành vị vua mới của nước Câu Bồ La. Ông ta muốn rửa sạch cái nhục do Tộc Thích Ca đã gây ra, cho nên ông ta đã tập hợp quân đội của toàn quốc. Bây giờ phải tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ, phải khiến cho dân tộc Thích Ca vô lễ đó biết rõ lợi hại của ta. Thế nào tướng quân? Tại sao Mặc Khanh lại không vui? Tới lúc này rồi còn có chuyện muốn nói nữa hay sao? Hả? Thật ra cách nghĩ của tôi đã sớm biểu đạt rồi. Tân Dương mới đăng cơ không lâu thì đã khởi chiến, như vậy thật là quá đường đột.
Nếu như không vui, có thể ở lại một mình. Không thể được. Chỉ huy toàn quân đó là trách nhiệm của tôi. Tiếp nhận mệnh lệnh quốc vương, huy động toàn quân đó là sứ mạng của tôi. Đó là lẽ dĩ nhiên. Lên đường, xuất phát. Ta nhất định phải giải cứu tộc Thích Ca. Nhưng mà Thế Tôn, không thể để Dương Lưu Ly gây thêm tội ác nữa. Nhưng mà bệnh của ngài vẫn chưa lành mà. Cho ta mượn cây dài của ông. Dạ. Như vậy không thể qua được đâu. Hả? Vậy thì kêu ông ta nhường lối đi. Thế Tôn, nóng như vậy tại sao ngài lại ngồi dưới một tàn cây không có lá chứ? Tại sao lại không ngồi bên gốc cây kia? Xin đừng lo cho ta. Cái cây này là cây của thân tộc ta. Không có cây nào mát mẻ hơn cây thân tộc của chính mình. Hả? Thế Tôn đang nói chuyện của tộc Thích Ca. Mục đích của ngài có lẽ muốn dùng chính bản thân của mình để bảo vệ thân tộc yêu quý nhất của mình. Như vậy chúng ta cứ xông qua đi. Thế Tôn là một vị thánh nhân mà tất cả mọi người tôn kính. Làm tổn hại đến ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mọi người trách móc. Rút lui. Rút lui. Nhưng mà Vua Lưu Ly không vì chuyện này mà nản lòng. Vua Lưu Ly đã chọn một ngày khác. Lần này đặc biệt khi trời chưa sáng đã đưa quân ra ngoài. Trong lòng nghĩ, xuất phát sớm như vậy, Thế Tôn nhất định sẽ không kịp ngăn cản. Rút lui. Vua Lưu Ly lại chọn một ngày khác. Lần này khi trời chưa sáng thì đã xuất phát. Ông ta nghĩ cho dù Thế Tôn có lợi hại thì chắc cũng không có cách gì để ngăn cản. Hả? Rút lui. Được. Lần này đi đường xa, đi từ miền núi phía bắc. Thế Tôn đã bị bệnh. Con đường hiểm hóc như vậy, ông ta nhất định sẽ không mò lên được đâu. Ngừng tay. Hả? Lại nữa rồi. Thế Tôn đã già rồi. Tộc Thích Ca đối với con mà nói cũng là một thân tộc quan trọng. Sao con có thể làm như vậy? A Tự La Mạn là ông ngoại của con. Con thống lãnh quân đi giết bọn họ, đây không phải là quá đáng sao Hoàng Nhi? Mẹ à, con... Hoàng tử, xin tha thứ cho thuộc hạ nói thêm một lần nữa. Tộc Thích Ca là một nước lân cận và là bạn hữu của chúng ta. Nếu chúng ta giết họ, sẽ không có quốc gia nào đứng về phía chúng ta nữa. Láng giềng tốt hả? Mau rửa sạch đi. Đã bị đứa bé của người đàn bà nô lệ đó làm dơ bẩn hết rồi. Đứa con của người đàn bà nô lệ. Đứa con của người đàn bà nô lệ. Đâu là những người bằng hữu? Đó cũng gọi là thân tộc hay sao? Ông ta là ông ngoại con đó hay sao? Giết sạch tất cả cũng không bớt nổi giận đây. Những tên khốn kiếp của tộc Thích Ca, giết hết cho ta. Hả? Cái này thật là quá đáng. Cấm miệng. Nếu như ngươi còn nhắc tới việc này nữa, cho dù là tướng quân, mẫu hậu, ta cũng sẽ không nương tình đâu. Ta sẽ giết sạch. Hiểu chưa? Nghe rõ hay không?
Hả? Quả nhiên là có chuyện này. Ờ, vậy vậy tới đây là đủ rồi. Hoàng tử, xin hãy buông tay. Tấn công! Quốc Vương! Tấn công! Đáng lẽ ta không nên đưa hắn lên làm quốc vương. Bây giờ tất cả mọi việc đã muộn rồi. Tấn công! Thế Tôn, ngài không bị thương chứ? À, mau đóng cửa thành lại, mau lên đi, mau lên đi! Đoàn quân của Yululi đã tấn công vào thành Katilaje. Người của tộc Thích Ca hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Giết! Giết! Việc lần trước là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ngài. Coi như là nể mặt của tôi tha cho họ đi. Đủ rồi, đủ rồi. Nói như thế nào cũng đã muộn rồi. Nói vậy là ngài không bỏ qua hay sao? Ta sẽ giết sạch hết các ngươi. Hay là như vậy, tôi sẽ nhảy xuống hồ. Trong khoảng thời gian tôi chưa có bị nổi lên, xin tạm ngừng tấn công. Để người ở trong thành chạy ra ngoài. Giang xin ngài. Giang sinh ngài có được không? Giang sinh ngài, giang sinh ngài. Nhiều nhất đi nữa cũng chỉ vài phút mà thôi. Ông sẽ lập tức bị nổi lên ngay. Được, ta hứa với ngươi, cứ theo cách ngươi làm đi. Đa tạ ngài. Kỳ lạ thật, sao lâu quá vậy? Hãy xuống coi thử xem sao. Dạ. Ông ta đã chết dưới đáy hồ, chỉ để thân thể không nổi lên trên. Ông ta đã quấn tóc của mình vào một cục đá, như vậy không thể nổi lên nữa. À, ông ta muốn dùng sinh mạng để đổi một cơ hội thoát thân cho nhiều người khác. Ông ta thật là một ông già. Một người già thật lại có dũng khí. Hả? Ta bị gạt rồi. Giết! Một người cũng không chừa.
Tất cả nhà cửa ở Ca Tỳ La Vệ Thành đều đã bị lửa đốt sạch hết. Mọi người bất kể nam nữ già trẻ đều đã bị giết sạch. Năm xưa đã sinh ra Thế Tôn, một bộ tộc Thích Ca đã được xưng là huyết thống cao quý nhất ở Ấn Độ, từ đó đã bị diệt vong. Tộc Thích Ca chỉ vì quá câu nệ huyết thống đã đắc tội với vua Lưu Ly, đã gánh lấy thảm họa diệt quốc. Quốc vương cũng vì huyết thống mà mang hận, phạm cái tội tày trời. Trước mặt của Phật Quang, mọi người đúng ra không nên phân biệt cao thấp. Chỉ là mọi người cứ cố chấp về huyết thống, cứ cố chấp lấy thân phận, tiếp tục những tranh chấp tàn nhẫn như vậy tới khi nào? À nàng, ta muốn đi du hành. Hả? Việc này quá miễn cưỡng. Đó là bởi vì thế nhân là như vậy, ta lại càng nên truyền bá cái đạo cứu người, phải tận hết cái hơi thở cuối cùng. Ta nhất định phải tiếp tục thuyết pháp. Thế Tôn, phẫn nộ tới mất cả lý trí, dù Lưu Ly đã tận diệt chính thân tộc của mình, nhưng mà cuối cùng cũng không được thịnh chung. Nghe nói dù Lưu Ly và quân đội của ông ta đã bị trận đại hồng thủy cuốn đi mất. Một câu bộ La Quốc quốc tế hưng thịnh, sau đó cũng bước theo vết bụi của tộc Thích Ca, đã biến mất trong lịch sử. Cách đây khoảng 2.500 năm về trước, tại Ấn Độ, có một nước rất hùng mạnh tên Ma Kiệt Đà. Vị quốc vương của nước này tên là Tần Bà Sa La, thủ đô là thành Vương Xá. Vị vua này có lòng tín ngưỡng sâu sắc, là một đệ tử trung thành của Đức Thế Tôn. Chính vị quốc vương này đã xây lên tịnh xá Trúc Lâm để cúng dường Đức Phật và các đệ tử của ngài. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp tại núi Linh Thứu, vua Tần Bà Sa La cũng thường đến nghe. Câu chuyện Phật Điển, nỗi bi kịch của thành Dương Xá và nhân duyên Đức Phật thuyết Quang Vô Lượng Thọ Kinh. Đến đây chậm dân. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Di Đề Hy hạ sinh một thái tử và đặt tên là Thiện Kiến. Vị thái tử này đã lớn lên trong sự nuôi nấng yêu thương của vua cha và mẫu hậu. Thái tử kiếm pháp tuyệt lắm. Chắc con mệt mỏi lắm rồi. Dạ không, con chưa mệt lắm đâu. Có tương lai lắm đó. Con đừng luyện kiếm nữa, mẹ lo lắng lắm, mẹ không thể xem tiếp nữa. Đủ rồi, qua bên này đi, qua đây đi con. Hoàng hậu cứ nuông chiều xem thái tử như trẻ con vậy. Thái tử đã trưởng thành rồi, bây giờ đã là một thanh niên rồi. Ta nói có đúng không? Ông quốc vương nói rất... Nam mô A Di Đà Phật.
nhãn môi.